Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ hai đầu tuần, ngày 19 tháng 8 năm 2024. Loan Lộc kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và mọi sự an lành. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Phát hiện mới, sử dụng giấm hàng ngày sẽ giúp giảm trầm cảm. Cảnh sát ở vai miền Nam California bắt kẻ ăn cắp vặt trốn trong cốp xe. Một người gốc Việt đâm người thiệt mạng ở Phước Lộc Thọ, miền Nam California bị bắt. Trận mưa lớn kinh khủng chỉ xảy ra ngàn năm có một ở Connecticut. Bệnh viện ở Atlanta bị kiện vì mổ xong làm thất lạc xương sọ. Orange County, miền Nam California gặp khó khăn về kiểm soát các trung tâm cai nghiện. Gia đình của những thiếu niên chuyển giới đề đơn kiện các quan chức ở New Hampshire vì lệnh cấm thể thao. Đại hội Quốc gia của Đảng Dân Chủ tại Chicago biểu tình ở thành phố chính bắt đầu từ chiều Chủ nhật, 60 cảnh sát đi xe đạp vây quanh. Chủ tịch Đảng Cộng Hòa binh vực cử Tổng thống Donald Trump khi lời nói của ông bị cho rằng hạ thấp phẩm giá, huân chương danh dự. Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện công bố báo cáo Tổng thống Joe Biden có hành vi có thể bị luận tội và nghiêm trọng. Hãng xe GM cắt giảm hơn 1.000 việc làm trong bộ phận software và dịch vụ. Giá vàng chạm mốc 2.500 đô la một ounce khi hy vọng cắt giảm lãi suất thúc đẩy thị trường. Ủy ban châu Âu kiểm tra Meda Platforms. Tin từ Ý, một du thuyền sang trọng chìm ngoài khơi bờ biển Sicily vì cơn lốc xoáy khiến một người thiệt mạng, 6 người mất tích. Thống đốc Proletor của Nga ra lệnh khẩn cấp trái một xưởng lọc dầu bị phi cơ không người lái của Ukraine tấn công. Lính thiếu quân lục chiến của Nga bắt 19 người Ukraine gần ở vùng Kursk của Nga. Hamas Islamic Jihad nhận trách nhiệm về vụ nổ bom ở Tel Aviv. Hoa Kỳ và Nam Hàn tập trận đối đầu với Bắc Hàn. Trung Quốc nói tàu Philippines cố tình tông vào tàu của họ trên Biển Đông. Từ Việt Nam, vụ chiêu đãi viên hàng không Việt Nam sách ma túy khởi tố hơn 1.000 bị can, 4 chiêu đãi viên vô tội. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, phát hiện mới sử dụng giảm hàng ngày sẽ giúp giảm trầm cảm các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một liều giấm hàng ngày có thể cải tiến các triệu chứng trầm cảm việc này cho thấy nhiều phương pháp điều trị trong tương lai có thể đi kèm với một vài muỗng giấm chua một nhóm do đại học arizona state university đứng đầu không chỉ thử nghiệm tác dụng của việc sử dụng giấm thường xuyên mà còn xem xét hoạt động trao đổi chất các quá trình hóa học chuyển đổi thực phẩm thành năng lượng và các vật liệu sinh học khác để tìm lý do cho những lợi ích mà giấm mang lại Thử nghiệm được hoàn thành bởi tổng cộng 28 người lớn, dư cân nhưng khỏe mạnh, được chia thành hai nhóm. Một nhóm uống hai muỗng giấm rượu vang đỏ hai lần mỗi ngày và nhóm còn lại uống một viên thuốc hàng ngày có chứa một lượng giấm rất nhỏ. Trong suốt quá trình thử nghiệm kéo dài 4 tuần, những người tham gia được yêu cầu trả lời các câu hỏi trong hai cuộc khảo sát sức khỏe tâm thần tiêu chuẩn. Bản câu hỏi của Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học về bệnh trầm cảm CESD và bản câu hỏi về sức sức khỏe bệnh nhân PHQ-9. Mặc dù không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm này, nhưng trên PHQ-9, nhóm dùng liều giấm cao có mức giảm trung bình 42% các triệu chứng trầm cảm so với nhóm đối chứng sử dụng viên giấm là 18%. Một sự gia tăng đáng kể 86% về mức độ nicotinamide, một dạng vitamin B3 đã được thấy ở những người tham gia nghiên cứu uống giấm lỏng mỗi ngày. Chất dinh dưỡng này trước đây đã được liên kết với tác dụng chống viêm. Dữ liệu này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy việc uống giấm hàng ngày trong 4 tuần có thể cải tiến được triệu chứng trầm cảm từ báo cáo ở người lớn khỏe mạnh nói chung và những thay đổi trong quá trình trao đổi chất. Vitamin B3 có thể là yếu tố dẫn đến sự cải tiến này. Theo nhà chuyên môn dinh dưỡng Haley Barron của Đại học tiểu bang Arizona cùng với những người đồng nghiên cứu đã cho biết. Cảnh sát ở vai miền Nam California bắt kẻ ăn cắp vặt trốn trong cốp xe. Một kẻ ăn cắp vặt chạy trốn cảnh sát nhưng nhanh chóng bị bắt trong lúc ẩn mình sau cướp xe vào ngày thứ Tư 14 tháng 8, cảnh sát vai cho biết. Vào ngày thứ Bảy, thì sở cảnh sát vai đã kể lại rằng một vụ trộm cắp được trình báo ở tiệm bán nước hoa Sephora trong khu thương xá Orion Spectrum Center. Cảnh sát đã lùng sụp xung quanh khu vực nhưng không tìm thấy người phụ nữ tình nghi đâu cả, cho tới khi một người dân đã chỉ điểm cho cảnh sát lần đến một chiếc xe Tesla. Sau khi gõ cửa vài lần và thông báo danh tánh của cơ quan thực thi công lực, cảnh sát mở cớp chiếc xe Tesla màu trắng. Bên trong họ tìm thấy một người phụ nữ cùng với hàng hóa bị ăn cắp từ tiệm Sephora trị giá khoảng 600 đô la cùng với 250 đô la tiền hàng hóa ăn cắp từ tiệm thời trang Lululemon. Nghi can là Emily Yanagida, 35 tuổi, ở San Marcos, bị bắt vì tình nghi sở hữu dụng cụ trộm cắp, chống cự lệnh bắt giữ và trộm cắp hàng hóa. Một người gốc Việt đâm người thiệt mạng ở Phước Lộc Thọ, miền Nam California, bị bắt. Ngày Chủ nhật 18 tháng 8, cảnh sát Westminster cho hay đã bắt một người nghi rằng dính líu trong vụ đâm chết một người đàn ông vô gia cư bên Hồng Phước Lộc Thọ vào sáng sớm ngày thứ bảy. Cảnh sát được gọi đến dãy số 9200 Bosa Avenue khoảng 5 giờ 45 phút sáng vì có một người đàn ông ngã xuống với vết thương chảy máu ở đầu. Theo cảnh sát Westminster, sở cứu hỏa đã tới nơi nhưng không cứu kịp, người đàn ông đã thiệt mạng tại chỗ. Vào ngày Chủ nhật, thì Sở Cảnh sát Westminster cho biết trong một thông cáo, nghi can là Hòa Lê đã bị bắt sau khi cảnh sát đã tìm kiếm khu vực suốt ngày thứ Bảy. Cảnh sát đã tìm thấy nghi can ở một khu thương xá gần đó. Chưa rõ động lực tấn công người đàn ông vô gia cư là gì. Ai có thêm tin tức, xin hãy gọi cho Sở Cảnh sát của Westminster để trình báo. Số điện thoại là 714-548-3810 hoặc 714-548-3767. Trận mưa lớn kinh khủng chỉ xảy ra ngàn năm có một ở Connecticut. Theo định nghĩa kỹ thuật, cho một trận mưa một ngàn năm là trận mưa có xác suất xảy ra 0,1% trong một năm nhất định. Theo tờ Washington Post giải thích vào ngày chủ nhật, nhiều nơi ở Connecticut đã trải qua những trận mưa kinh khủng. Một vùng phía tây Connecticut đạt tiêu chuẩn với lượng mưa 3,5 inch chỉ trong vòng một tiếng, theo một nhà khí tượng học đã cho biết. Một người khác cũng cho biết trên X rằng lượng mưa đã được biết ở Shelton, trong khi đó các thị trấn như Oxford và Salisbury đã hứng chịu lượng mưa hơn 10 inch, khiến nó gần như đạt mức cao nhất, theo NBC Connecticut. Cảnh báo lũ quét đã có hiệu lực từ cơ quan thời tiết quốc gia tại một số khu vực, bao gồm các quận Fairfield, New Haven, Litchfield và Harford. Các hoạt động cấp cứu trên mặt nước cũng đang diễn ra và City Insider đã đưa tin rằng còn hai người mất tích sau khi bị cuốn vào sông Lido ở thị trấn Oxford. AP đưa tin trận mưa lớn vào ngày Chủ nhật không liên quan đến ảnh hưởng của bão Ernesto. Cảnh báo lũ lụt cũng được đưa ra ở những vùng đông nam New York và khu vực ở Delaware, New Jersey và Pennsylvania. Bệnh viện ở Atlanta bị kiện vì mổ sông làm thất lạc xương sọ. Sau khi giải phẫu não cho một bệnh nhân, một bệnh viện đã bị tố cáo làm mất một phần hộp sọ vì có vài miếng xương sọ không có tin tức nhận dạng được lấy ra trong lúc giải phẫu, khiến cho hai vợ chồng bệnh nhân khởi kiện, NBC đã đưa tin. Fernando và Maria Cluster đã tố cáo nhân viên tại Bệnh viện Emory University Midtown về hành vi cẩu thả là bệnh nhân phải nằm bệnh viện lâu hơn, cũng như gây ra tổn hại về thể chất lẫn tâm thần. Theo bản báo cáo được đệ trình tại quận Tecalp, Georgia, đại diện của Emory Healthcare không lập tức trả lời yêu cầu bình luận được gửi qua bưu điện. Fernando Cluster đã đến bệnh viện Emory Healthcare vào tháng 9 năm 2022 vì ông bị xuất huyết não, hay còn gọi là chảy máu ngược vào bên trong não, để điều trị tình trạng xuất huyết, cluster phải được giải phẫu khẩn cấp, gồm có việc cắt bỏ một phần hộp sọ, theo bản cáo trạng. Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ một mảng xương sọ có bề ngang 12 và bề dài 15cm, kèm theo việc cố định lại vị trí của mảnh xương sọ trong lần giải phẫu lần thứ hai, vài tuần sau đó. Nhưng vào tháng 11 năm 2022, khi Cluster chuẩn bị thực hiện lần giải phẫu tiếp theo, bệnh viện đã phải lục tung tất cả mọi thứ để tìm mảnh xương sọ của ông. Khi các nhân viên của bệnh viện Emory thu thập mảnh xương sọ, cũng có một số mảnh xương sọ không có những tin tức nhận dạng bệnh nhân hoặc những tin tức không đầy đủ, vì thế nên Emory không chắc chắn rằng mảnh xương sọ nào trong số đó là của ông Cluster không thể chắc chắn rằng mảnh xương sọ nào trong số này là của ông Cluster. Bạn cáo trạng cho biết cuối cùng điều này đã khiến cho ông Cluster phải ghép mảnh xương sọ nhân tạo và phải nằm viện lâu hơn một thời gian đáng kể. Hai vợ chồng đã tố cáo rằng mảnh xương sọ nhân tạo cũng đã gây ra tình trạng nhiễm trùng và cần phải giải phẫu. Cluster cũng phải gánh chịu chi phí y tế hơn 146.845 đô la sau khi phải trả tiền cho mảnh xương sọ nhân tạo. Và thời gian nằm bệnh viện kéo dài, bên cạnh số lần giải phẫu, bản cáo trạng cũng đã cho biết thêm. Hai vợ chồng đã nêu ra trong bản cáo trạng rằng ông không thể làm việc, mối quan hệ gia đình bị ảnh hưởng và ông bị thương tật vĩnh viễn do sự tắc trách của bệnh viện. Vụ kiện không nêu rõ số tiền mà hai vợ chồng yêu cầu, nhưng lưu ý rằng họ đang yêu cầu bồi thường thiệt hại chung và thiệt hại đặc biệt. Trong các vụ kiện dân sự, thiệt hại chung được xem là hình thức bồi thường chủ quan hơn cho các cáo trạng như đau khổ về tinh thần hoặc tổn hại đến phẩm chất cuộc sống, còn thiệt hại đặc biệt thì chỉ rõ tổn thất về kinh tế. Phát ngôn viên của Emory Healthcare đã đưa ra tuyên bố rằng họ không bình luận về vụ kiện đang chờ giải quyết, nhưng cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phẩm chất cao, tận tình với bệnh nhân và những người được phục vụ trong cộng đồng. Orange County, miền Nam California gặp khó khăn về kiểm soát các trung tâm cai nghiện. Các thành phố ở Orange County đang phải tìm cách kiểm soát các trung tâm cai nghiện vì những trung tâm này đang gây ảnh hưởng xấu đến các khu dân cư và nhiều cộng đồng, theo tờ báo Voice of OC. Một thành phố đang gặp vấn đề về trung tâm cai nghiện là Stanton, với những người đứng đầu thành phố cấm xe trung tâm cai nghiện và các thành phố khác đang thảo luận về điều này. Các thành phố ở Orange County thảo luận sau khi một đại bộ thẩm đoàn của quận hạt đưa ra báo cáo trong năm 2023 cho biết các trung tâm cai nghiện đang là một vấn đề vì thiếu kiểm soát để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của những người trong các trung tâm cai nghiện không có giấy phép. Theo quy định hiện nay của Stanton, các trung tâm cai nghiện phải cung cấp thuốc theo đúng quy định của chương trình điều trị, giải độc và cai nghiện của tiểu bang. Hội đồng thành phố Stanton đã đưa ra lệnh cấm các trung tâm hay phòng khám ca nghiện mới hoạt động để tìm hiểu các kiểm soát. Đây là những cơ sở và phòng khám điều trị bệnh nhân ngoại trú và còn là trung tâm tư vấn, là nơi điều trị cho những người nghiện ma túy bằng cách cho họ thuốc để giảm các triệu chứng của nghiện ngập và làm giảm sự khó chịu khi tìm cách bỏ ma túy. Báo cáo của nhân viên thành phố Stanton cho biết, Tuy khác với các trung tâm cai nghiện chung, phòng khám methadone ở Stanton cũng gây ra các vấn đề tương tự, và nhân viên thành phố cho biết những phòng khám đó đang ảnh hưởng đến cư dân lân cận, như có những người sử dụng ma túy, gây ra nhiều phiền phức, đánh đập người khác và quấy rối sự yên tĩnh của khu vực. Không chỉ có Stanton, báo cáo của bộ thẩm đoàn cho biết nhiều thành phố ở Orange County cũng đang gặp khó khăn với các trung tâm hay phòng khám cai nghiện. Nghị viên Tammy Kim cho biết, thành phố Avai thảo luận về vấn đề này vào ngày 13 tháng 8. Bà từng bày tỏ lo ngại về các trung tâm ca nghiện ảnh hưởng xấu đến các mục tiêu giúp đỡ cư dân tìm chỗ ở của thành phố. Một số thành phố khác cũng muốn kiểm soát trung tâm cai nghiện. Các giới chức của Huntington Beach đã thông qua quy định yêu cầu các trung tâm cai nghiện phải cách nhau ít nhất là 1.000 feet để lấy được giấy phép của thành phố và phải giới hạn số người được nhận. Newport Beach và Costa Mesa cũng gặp khó khăn với các trung tâm cai nghiện chung hơn một thập niên qua, và cả hai thành phố này đang tìm cách thông qua quy định về giấy phép và những cách kiểm soát các trung tâm này gia đình của những thiếu niên chuyển giới đệ đơn kiện các quan chức ở new hampshire vì lệnh cấm thể thao. gia đình của hai thiếu niên chuyển giới ở new hampshire đã đệ đơn kiện luật mới của tiểu bang cấm họ chơi trong các đội thể thao nữ tại trường trung học công lập. Parker Derrell, 15 tuổi, và Iris Turmel, 14 tuổi, đã tự nhận mình là con gái từ khi còn nhỏ, và cả hai đều được chẩn đoán mắc bệnh, rối loạn bản dạng giới, cảm giác đau khổ do sự không phù hợp giữa giới tính khi sinh và bản dạng giới của mình. Vụ kiện cáo buộc luật của New Hampshire vi phạm quyền bảo vệ hiến pháp và luật liên bang vì thanh thiếu niên bị từ chối cơ hội giáo dục bình đẳng và bị phân biệt đối xử vì họ là người chuyển giới. Một dự luật được thông qua tại New Hampshire vào hồi tháng 5, cấm các vận động viên chuyển giới từ lớp 5 đến lớp 12 tham gia thi đấu với bản dạng giới tính của họ. Thống đốc Đảng Cộng hòa Chris Sununu đã ký đạo luật công bằng trong thể thao dành cho phụ nữ thành luật vào tháng trước, nói rằng nó được ủng hộ rộng rãi. Biện pháp này có hiệu lực vào tuần tới, vì gần một nửa quốc gia có luật hạn chế người chuyển giới trong thể thao dành cho phụ nữ và trẻ em gái. Luật này quy định các lực sĩ tham gia thể thao phải dựa trên giới tính trên giấy khai sinh của họ. Terrell, người sẽ vào lớp 10 năm nay tại trường trung học phổ thông khu vực Plymouth, đã chơi bóng đá cho đội tuyển nữ vào lớp 9 và cho biết em muốn bắt đầu tập luyện với đội một lần nữa trước trận đấu đầu tiên vào ngày 30 tháng 8. Chơi bóng đá với đồng đội là nơi tôi cảm thấy tự do và hạnh phúc nhất. Chúng tôi ở đó vì nhau, thắng hay thua, Terrell đã nói trong một tuyên bố không được chơi trong đội của tôi với các cô gái khác sẽ khiến tôi xa cách với rất nhiều bạn bè và khiến cho việc học trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tôi là một cô gái chuyển giới, tôi đã biết điều đó cả đời và mọi người đều biết tôi là con gái. Tomel đã nói trong một tuyên bố, tôi không hiểu vì sao tôi lại không được có cùng cơ hội như những cô gái khác ở trường. Cả hai đều đã sử dụng thuốc ngăn dậy thì để ngăn ngừa những thay đổi về cơ thể như phát triển cơ, mọc lông trên mặt hoặc giọng nói trầm hơn để có thể làm tăng thêm sự đau khổ đó, vụ kiện được đệ trình vào cùng ngày tòa án tối cao bỏ phiếu 5 trên 4 để bác bỏ yêu cầu khẩn cấp của chính quyền tổng thống về việc thực thi một số phần của quy định mới, bao gồm các biện pháp bảo vệ chống phân biệt đối xử với học sinh chuyển giới theo quy định số 9. Yêu cầu sẽ có đàn ông sinh học được phép trong phòng vệ sinh nữ, phòng thay đồ, ký túc xá tại 10 tiểu bang có quy định cấp tiểu bang và cấp địa phương để ngăn chặn tình trạng này. Hơn hai chục tổng trưởng lý của đảng Cộng Hòa đã kiện vì quy định này và cho rằng nó sẽ xung đột với một số luật của tiểu bang, cấm học sinh chuyển giới tham gia vào các môn thể thao dành cho nữ. Đại học Quốc gia của Đảng Dân Chủ tại Chicago, biểu tình ở thành phố chính, bắt đầu từ chiều Chủ nhật, 60 cảnh sát đi xe đạp vây quanh. Cuộc biểu tình đã bắt đầu từ chiều ngày Chủ nhật sau gần một tiếng rưỡi diễn thuyết, ca hát và hô vang khẩu hiệu cuộc biểu tình Bodies Outside of Unjust Laws vào chiều Chủ nhật tại trung tâm thành phố Chicago đã bắt đầu. Cảnh sát đã đóng một tuyến đường cho phép đám đông gồm vài trăm người tuần hành về phía nam, khoảng một dặm cho đến Grand Park. Ít nhất là 60 cảnh sát đi xe đạp cùng với hàng chục cảnh sát khác đang ở đây để chuẩn bị cho bất cứ một cuộc bạo loạn nào xảy ra. Một số nhà tổ chức ước tính đám đông của Bodies Outside and Just có khoảng 300 đến 600 người, trong khi những người khác cho rằng con số này gần 1.000 người. Gần một tiếng sau cuộc biểu tình, những người tham dự đã hô vang khẩu hiệu và lắng nghe một cách hòa bình khi các diễn giả đang nói về giáo dục công, quyền phá thai và cuộc chiến Israel-Gaza. Chủ tịch đảng Cộng hòa binh vực cử tổng thống Donald Trump khi lời nói của ông bị cho rằng hạ thấp phẩm giá huân chương danh dự. Vào ngày Chủ nhật ngày 18 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC Michael Watley đã lên tiếng bên vực cựu Tổng thống Trump trước phản ứng vì cho rằng cựu Tổng thống có lời nói hạ thấp phẩm giá huân chương danh dự trong thời gian gần đây. The Hill đưa tin, để tôi nói cho quý vị nghe, không ai ủng hộ quân đội, cộng đồng cựu chiến binh và tất cả các gia đình quân nhân mạnh mẽ như cựu Tổng thống Donald Trump. Watley đã nói với đài News Nation trên The Hill Sunday khi được hỏi về những lời phát biểu của cựu tổng thống. Watley không đồng ý với News Nation rằng những phát biểu của cựu tổng thống là một sai lầm tương đối nghiêm trọng trong bối cảnh chiến dịch tranh cử của ông, tố cáo lòng quả cảm bị đánh cắp của ứng cử viên phó tổng thống đảng dân chủ, thống đốc Minnesota Tim Walz, chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump đã lên án ông Walz vì sau 24 năm phục vụ, ông lại rời khỏi lực lượng vệ binh quốc gia, lục quân vài tháng trước khi đơn vị do ông điều hành nhận lệnh viễn chinh ngoại quốc. Đảng Cộng hòa cũng đã chỉ trích ông Walz vì ám chỉ trong một đoạn phim được đăng lại nói rằng ông từng sử dụng vũ khí chiến đấu trong chiến tranh trong thời gian phục vụ. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris sau đó nói rằng ông Walsh đã nói nhầm trong đoạn phim. Cuộc phỏng vấn diễn ra khi một lần nữa cựu Tổng thống Donald Trump là tâm điểm vì những lời bình luận liên quan đến các cựu quân nhân sau khi cựu Tổng thống so sánh giải thưởng dân sự với huân chương danh dự. Vào ngày thứ Năm, cựu Tổng thống Donald Trump đã phát biểu tại một câu lạc bộ golf của ông ở Bedminster, New Jersey, tập trung vào cuộc chiến chống chủ nghĩa bài do Thái. Nhà tài trợ lớn của đảng Cộng Hòa, Miriam Adelson cũng có mặt trong ngày hôm đó. Trong lúc phát biểu, cựu tổng thống đã nói về việc trao cho Adelson huân chương tự do của tổng thống, danh hiệu dân sự hùng tráng nhất nước Mỹ vào năm 2018. Đó là một phần thưởng cao quý nhất mà một người Mỹ có thể nhận được với tư cách là một thường dân. Đây là huân chương tương đương với huân chương danh dự của quốc hội, nhưng là phiên bản dân sự, cựu tổng thống Donald Trump đã nói với những người tham dự chuyện này còn danh dự hơn vì những người nhận được huân chương danh dự của quốc hội những người lính đó hoặc là họ bị thương tật vì trúng đạn nhiều lần hoặc là họ đã chết bà ấy nhận được huân chương và bà ấy còn khỏe mạnh đẹp đẽ cựu tổng thống nói đám đông vỗ tay và cả hai huân chương có giá trị ngang nhau sau đó thì các thành viên đảng Dân Chủ và Phó Tổng thống Kamala Harris đã nhanh chóng nắm chui của vụ việc này để tấn công cựu Tổng thống Trump. Về các cựu quân nhân và tư phế binh Hoa Kỳ, việc ông ấy xúc phạm những người nhận huân chương danh dự cũng y như những gì ông ấy từng đã kích các gia đình ngôi sao vàng, miệt thị tù nhân chiến tranh và gọi các binh sĩ trận vong khi phục vụ quốc gia là kẻ ngốc và kẻ bại trận là để nhắc nhở tất cả những người Mỹ rằng chúng ta nợ quân nhân, quốc gia và tương lai của chúng ta, để chắc chắn một điều rằng ông không được phép làm tổng thống một lần nào nữa. Phát ngôn viên chiến dịch của Phó tổng thống Harris, Saraphina Chitika cho biết trong một tuyên bố ngay vào thời điểm đó Đảng Cộng hòa tại Hạ viện công bố báo cáo Tổng thống Joe Biden có hành vi có thể bị luận tội và nghiêm trọng. Các nhà điều tra của đảng Cộng hòa Hạ viện đã công bố báo cáo dài gần 300 trang vào ngày thứ Hai, cáo buộc Tổng thống Biden có hành vi có thể bị luận tội nghiêm trọng, theo báo cáo của The Hill. Báo cáo được công bố khi Đại hội Toàn quốc gia của đảng Dân Chủ khai mạc. Mặc dù Tổng thống Biden được hy vọng sẽ là người được đề cử khi cuộc điều tra này bắt đầu vào năm ngoái. Theo Politico, Báo cáo cáo buộc tổng thống Joe Biden lạm dụng quyền lực và cản trở. Về cáo buộc đầu tiên, báo cáo chủ yếu tập trung vào các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden và em trai của ông là James Biden. Cáo buộc cả hai sử dụng mối quan hệ gia đình để đạt được các thỏa thuận kinh doanh với ngoại quốc. Bản thân tổng thống Biden đã tham gia vào một âm mưu kiếm tiền từ chức vụ được công chúng tin tưởng của mình để làm giàu cho gia đình, báo cáo cho biết đồng thời nói thêm rằng không thể tưởng tượng nổi Tổng thống Biden lại không biết về các giao dịch của gia đình mình có buộc cản trở có buộc rằng Tổng thống Biden đã sử dụng ảnh hưởng của mình để cản trở các cuộc điều tra về tất cả những điều này chỉ trích toàn bộ hành vi tham nhũng mà các ủy ban phát hiện là nghiêm trọng báo cáo đã viết ông Biden đã âm mưu thực hiện hành vi mua bán ảnh hưởng và gian lận khi làm như vậy ông đã lạm dụng chức vụ của mình bằng cách liên tục nói dối về việc lạm dụng chức vụ của mình lừa đảo hoa kỳ để làm giàu cho gia đình mình báo cáo nói thêm biện pháp khắc phục của hiến pháp đối với hành vi lạm dụng chức vụ trắng trợn của tổng thống là rất rõ ràng hạ viện luận tội và thượng viện bãi nhiệm việc lạm dụng quyền lực cũng có thể xảy ra ngay cả khi như một số người tuyên bố gia đình biden chỉ đang bán ảo tưởng về ảnh hưởng và quyền tiếp xúc báo cáo nêu rõ Hạ viện không cần phải chứng minh rằng các giao dịch liên quan đến trao đổi có đi có lại để nâng lên mức độ phạm tội có thể bị luận tội. Hãng xe GM cắt giảm hơn 1.000 việc làm trong bộ phận software và dịch vụ. General Motors đã thông báo sa thải hơn 1.000 nhân viên trong các đơn vị software và dịch vụ của mình trên toàn thế giới, General Motors tuyên bố rằng hành động này là một phần trong quyết định của họ để hợp lý các hoạt động, nâng cao tốc độ và sự xuất sắc. GM nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra những lựa chọn quyết định và tập trung vào các khoản đầu tư hứa hẹn lợi nhuận đáng kể nhất. Việc sa thải lần đầu tiên được CNBC báo cáo bao gồm khoảng 600 vị trí việc làm tại trung tâm kỹ thuật của GM nằm gần Detroit. Công ty trong một tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đơn giản hóa cấu trúc của họ để xây dựng một tương lai tốt hơn và cạnh tranh hơn. Việc các việc làm này diễn ra khi GM tiếp tục điều chỉnh cách thức kinh doanh của mình để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp xe hơi, việc cắt giảm lực lượng lao động nhằm ưu tiên cho các nguồn lực và bảo đảm thành công lâu dài của công ty trong một thị trường thay đổi nhanh chóng giá vàng chạm mốc 2.500 đô la một ounce khi hy vọng cắt giảm lãi suất thúc đẩy thị trường. Chứng khoán của châu Á tăng mạnh được thúc đẩy bởi hy vọng rằng nền kinh tế Hoa Kỳ có thể tránh được suy thoái và lạm phát sẽ giảm, dẫn đến chu kỳ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Dự đoán này đã làm cho giá vàng gia tăng, vượt 2.500 đô la một ounce và khiến cho đồng đô la của Hoa Kỳ suy yếu so với đồng euro. Các nhà chức trách của Cục Dự trữ Liên bang Mary Jolly và Austin Gooby đã gợi ý vào cuối tuần qua về việc nới lỏng chính sách vào đầu tháng 9. Biên bản cuộc họp, chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang sẽ được công bố trong tuần này và được dự đoán sẽ phản ánh lập trường ôn hòa. Các nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vào ngày thứ Sáu tại Jackson Hole, nơi ông sẽ thảo luận về lý do cắt giảm lãi suất. Hợp đồng tương lai thị trường cho thấy sự chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất 1 phần 4 điểm, với 25% cơ hội giảm nửa điểm đáng kể hơn. Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, bao gồm cả Brisbane của Thụy Điển, cũng đang xem xét việc cắt giảm lãi suất với mức giảm nửa điểm được dự đoán trong tuần này. Trên thị trường tiền tệ, đồng euro vẫn ổn định ở mức 1,1025 đô la, bám sát mức cao của tuần trước là 1,1047 đô la. Đồng đô la yếu hơn cùng với lợi suất trái phiếu thấp hơn đã giúp đỡ cho giá vàng, hiện ở mức là 2.506 đô la một ounce và gần mức cao kỷ lục là 2.509 đô la 69 cent một ounce. Giá dầu giảm nhẹ do những lo ngại liên tục về nhu cầu ở Trung Quốc Giá dầu Brent giảm 79 đô la 39 cent một thùng, trong khi giá dầu thô giảm xuống 76 đô la 38 cent một thùng. Ủy ban châu Âu kiểm tra Meda Platforms Ủy ban châu Âu thông báo vào ngày thứ hai rằng đã gửi yêu cầu tin tức đến Meda Platform liên quan đến những hành động mà họ đã thực hiện để bảo đảm tuân thủ các nghĩa vụ của họ theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số TSA, cụ thể là về cách Meda Platform cung cấp cho các nhà nghiên cứu về quyền truy cập vào dữ liệu công khai trên Facebook và Instagram và về kế hoạch gia tăng việc giám sát của họ đối với cuộc bầu cử và quyền truyền thông dân sự không có tin giả sau khi CrowdTangle ngừng hoạt động. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, Ủy ban đã mở các thủ tục chính thức chống lại Meda theo DSA, hiện vẫn đang diễn ra. Một trong những khiếu nại tập trung vào việc không có sẵn một công cụ giám sát cuộc bầu cử và quyền truyền thông dân sự theo thời gian thực của bên thứ ba hiệu quả trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu và các cuộc bầu cử quốc gia, cũng như những thiếu sót trong việc MEDA cung cấp quyền truy cập cho các nhà nghiên cứu và dữ liệu công khai. Liên minh châu Âu cho biết, MEDA có thời hạn đến ngày 6 tháng 9 để cung cấp dữ liệu đánh giá rủi ro. Sau đó, ủy ban sẽ phân tích phản hồi của mình và quyết định về những hành động tiếp theo có thể thực hiện. Tin từ Ý, một du thuyền sang trọng chìm ngoài khơi bờ biển Sicily vì cơn lốc xoáy, khiến một người thiệt mạng, 6 người mất tích. Một du thuyền sang trọng có tên là Bayesian đã chìm ngoài khơi bờ biển Sicily trong một cơn lốc xoáy, khiến cho một người chết và 6 người mất tích. Cảnh sát của Ý cho biết ngày thứ hai, sự việc xảy ra khoảng 5 giờ sáng gần Porticello thuộc tỉnh Palermo. Du thuyền dài 50 mét này có 22 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu. Hiện tại thì những người nhái cấp cứu đang cố gắng đến gần phòng thân tàu bị chìm, nằm cách mặt nước khoảng 49 mét. Những phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng 15 người, bao gồm một trẻ sơ sinh một tuổi, đã được cứu khỏi con tàu. Thống đốc Ruleta của Nga ra lệnh khẩn cấp, trái một xưởng lọc dầu bị phi cơ không người lái của Ukraine tấn công. Lính thiếu quân lục chiến của Nga bắt 19 người Ukraine gần ở vùng Kursk của Nga, Thống đốc Prolestar của Nga Vasily Golubev tuyên bố vào ngày thứ Hai rằng thành phố đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi các cố gắng chữa cháy vẫn tiếp tục trong hơn 24 tiếng đồng hồ để cố gắng dập tắt đám cháy tại một trung tâm dầu mỏ Nga bị phi cơ không người lái của Ukraine tấn công. Quyết định này được đưa ra do mức độ nghiêm trọng của đám cháy đang diễn ra đã vượt quá các biện pháp ứng phó ban đầu. Các đội cấp cứu đang làm việc để dập tắt đám cháy, Golubev cho biết 18 nhân viên cần được chăm sóc, trong khi 14 người được điều trị ngoại trú và những người khác phải nhập viện vì bị phỏng ở mức độ vừa phải. Để bảo đảm công việc của đội cứu hỏa không bị gián đoạn, chính quyền quận đã tổ chức cung cấp nước. Những người lính cứu hỏa được cung cấp đầy đủ các bữa ăn nóng, ông nói trên Telegram. Vào ngày Chủ nhật, thì quân đội Ukraine đã xác nhận cuộc tấn công trong nội địa Nga nhắm vào hạ tầng lưu trữ dầu và sang Kafkas. Hủy quân lục chiến hạm đội hắc hải của Nga đã bắt giữ 19 người Ukraine, theo một quan chức an ninh Nga đã nói với RIA Novosti vào ngày thứ hai. Nhóm người này đã bị phát hiện gần làng Ogoka ở vùng Kursk của Nga. Theo các quan chức an ninh của Nga, quân đội Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới số 22. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết cuộc tấn công ở Kursk bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 nhằm mục đích tạo ra vùng đệm giữa Nga và mặt trận Ukraine. Hamas Islamic Jihad nhận trách nhiệm về vụ nổ bom ở Tel Aviv. Các cánh vũ trang của Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Islamic Jihad vào ngày 19 tháng 8 đã nhận trách nhiệm về một vụ nổ bom gần Thánh đường Do Thái ở Tel Aviv mà cảnh sát Israel và cơ quan tình báo Shin Bet gọi là cuộc tấn công khủng bố. Người đàn ông mang bom đã thiệt mạng và một người qua đường bị thương trong vụ nổ vào cuối ngày 18 tháng 8, theo lời của cảnh sát tại hiện trường. Trong tuyên bố của mình, các cánh vũ trang này nói rằng những hoạt động tử vì đạo của họ bên trong lãnh thổ Israel sẽ trở lại hàng đầu chừng nào các vụ thảm sát và chính sách ám sát của quân chiếm đóng vẫn tiếp diễn. Ý nói rằng các cuộc tấn công của Israel ở Gaza và vụ giết chết người đứng đầu Hamas Ismail Haniyeh vào ngày 31 tháng 7 ở Tehran. Israel không thừa nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm về vụ ám sát ông Haniyeh tại thủ đô Iran. Cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, khi các tay súng Hamas xông qua biên giới tấn công vào các khu dân cư Israel, đã sát hại khoảng 1.200 người và bắt cóc khoảng 250 con tin. Vụ nổ bơm vào ngày 18 tháng 8 ở Tel Aviv xảy ra khoảng một tiếng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Tel Aviv để thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 10 tháng giữa Israel và Hamas. Hoa Kỳ và Nam Hàn tập trận đối đầu với Bắc Hàn. Ngày thứ hai 19 tháng 8, quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn đã bắt đầu một cuộc tập trận lớn nhằm gia tăng năng lực phòng thủ chung giữa hai quốc gia trong việc chống lại Bắc Hàn, quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử và lại tiếp tục tố cáo các đồng minh đang chuẩn bị tiến quân xâm lược, ABC đưa tin. Cuộc tập trận thường niên vào mùa hè diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không hại nhiệt khi Bắc Hàn ngày càng biểu dương vũ khí, đồng thời Hoa Kỳ và Nam Hàn cũng gia tăng tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung, cho thấy hai bên không ngừng ăn miếng trả miếng. Cuộc tập trận diễn ra vài tiếng sau khi Bộ Ngoại giao Bắc Hàn đưa ra tuyên bố, lặp lại lập luận của Bắc Hàn rằng các chiến dịch tập dợt giữa hoa kỳ và nam hàn là cuộc tập trận chiến tranh khiêu khích với mục đích xâm lược bộ ngoại giao bắc hàn cho biết chính vì vậy mà tham vọng nguyên tử của bắc hàn là chính đáng đồng thời nói thêm rằng điều quan trọng là phải liên tục giữ cán cân quyền lực để ngăn chặn chiến tranh bằng cách chuẩn bị sức mạnh răng đe hùng hậu nhất Hoa Kỳ và Nam Hàn đã mô tả các cuộc tập trận chung giữa hai quốc gia có mục tiêu phòng thủ và cũng mở rộng và gia tăng hoạt động huấn luyện trong những năm gần đây nhằm đối đầu với hiểm họa khôn lường từ Bắc Hàn. Quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn chưa lập tức phản ứng các tuyên bố của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn. Các cuộc tập trận OG Freedom Shield, lá trắng tự do OG, kéo dài trong 11 ngày tới ngày 29 tháng 8, trong đó có trò chơi chiến tranh được mô phỏng trên máy vi tính và hơn 40 phần tập dược, thực địa, cùng với các cuộc tập trận bắn đạn thật. Các đồng minh cho biết rằng chiến dịch tập trận năm nay tập trung vào gia tăng năng lực sẵn sàng ứng phó với các hiểm họa khác nhau đến từ Bắc Hàn, gồm có hỏa tiễn, gây nhiễu sóng GPS và tấn công an ninh mạng, và cũng sẽ áp dụng các bài học thực tế từ các cuộc chiến tranh diễn ra trong thời gian gần đây. Khoảng 19.000 quân nhân Nam Hàn sẽ tham gia các cuộc tập trận, được tổ chức cùng với các cuộc tập trận phòng thủ dân sự và di tản từ ngày thứ hai tới thứ năm, gồm những hoạt động dựa trên sự tấn công nguyên tử do Bắc Hàn vạch ra. Trung Quốc nói tàu Philippines cố tình tông vào tàu của họ trên Biển Đông. Vào ngày thứ Hai 19 tháng 8, Philippines và Trung Quốc đã cáo buộc lẫn nhau rằng tàu của phía bên kia đã thực hiện những hành động nguy hiểm rồi gây ra vụ đụng tàu trên Biển Đông Cuộc đụng độ mới nhất xảy ra sau khi cả hai quốc gia đều đã đồng ý làm giảm bớt các căng thẳng và giải quyết các mối bất đồng trên biển. Reuters đã cho biết lực lượng duyên phòng Trung Quốc nói qua một bản thông cáo rằng một tàu của Philippines đã không đếm xỉa gì đến lời cảnh cáo liên tiếp từ các tàu của họ mà đã cố tình tông vào tàu của Trung Quốc trong một cách không chuyên nghiệp và nguy hiểm tại vùng biển mà cả hai bên đang tranh chấp chủ quyền vào sáng sớm ngày thứ hai. Philippines đã bác bỏ lời nói của Bắc Kinh và nói rằng hai trong số các tàu tuần duyên của họ đã gặp phải lối lái tàu bất hợp pháp và nguy hiểm của các tàu Trung Quốc gần bãi cạn Sabina khi đang trên đường đi tiếp tế cho các quân nhân Philippines đồn trú tại hai hòn đảo của họ. Chính các hành động nguy hiểm đó dẫn đến vụ đụng tàu, gây ra thiệt hại cho cấu trúc của các tàu duyên phòng Philippines. Theo lời của Jonathan Malaya, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia và của đội đặc nhiệm biển Tây Philippines West Philippine Sea, tức Biển Đông theo cách gọi của Việt Nam. Philippines nói rằng hai tàu dương phòng Cape Angano và Bagake của họ đang trên đường đi tiếp tế cho các binh sĩ đồn trú tại đảo Flat, mà phía Philippines gọi là đảo Patak và Lawak mà Trung Quốc gọi là đảo Nansan. Vào lúc xảy ra cuộc đụng độ giữa tàu hai bên gần bãi đá Sibana, rồi lại xảy ra thêm một vụ đụng tàu nữa giữa tàu Cape Angano của Philippines và một tàu tuần dương của Trung Quốc. Vào lúc 3 giờ 14 phút sáng ngày thứ hai, vẫn theo lời của Philippines, Chừng 16 phút sau cuộc đụng độ đó, chiếc tàu duyên phòng Bagakai của Philippines đã bị một tàu duyên phòng Trung Quốc tông mạnh đến hai lần, gây hư hại nhẹ cho thân tàu. Về phía mình thì Trung Quốc đã đưa lên mạng một băng video cho thấy cuộc đụng liên quan đến một tàu của họ. Bãi cảng Sabina nằm trong quần đảo Trường Sa là một chuỗi các hòn đảo trên Biển Đông hiện đang được các quốc gia Trung Quốc, Philippines, Đài Loan và Việt Nam tranh chấp chủ quyền. Từ Việt Nam, vụ chiêu đỡ viên hàng không Việt Nam sách ma túy khởi tố hơn 1.000 bị can, 4 chiêu đã viên vô tội. Liên quan trong vụ 4 chiêu đã viên Việt Nam Airlines sách ma túy từ Pháp về Việt Nam ngày 19 tháng 8, Công an ở Sài Gòn cho biết đã khởi tố tổng cộng 1.038 bị can về các tội sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàn trữ, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, tàn trữ tiền giả, đánh bạc và cướp giật tài sản. Theo tờ báo trong nước, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã thu giữ trong đường dây này 323 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn, chứng minh số tiền đã giao dịch mua bán ma túy hơn 28.000 tỷ đồng, là khoảng 1 tỷ 100 triệu đô la. Đặc biệt, công an tuyên bố đã không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, nhưng trả tự do cho bốn nữ chiêu đại viên Vietnam Airlines trực tiếp sách ma túy do bị tội phạm lợi dụng. Trước đó sáng ngày 16 tháng 3 năm 2023, quan thuế của phi trường Tân Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của bốn chiêu đại viên Vietnam Airlines gồm Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Phương Vân, Trần Thị Thu Ngân và võ tú Quỳnh đi chuyến bay VN10 từ Pháp về Sài Gòn. Khi kiểm tra, lực lượng hữu trách tìm thấy tổng cộng hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg cocaine. Kentamin, Ken đây là loại ma túy mắc tiền nhất trong vali của các triều đại viên. Theo lời ông Nguyễn Hữu Hiệp, cục phó quan thuế ở Sài Gòn, Bà Thủy là chiêu đãi viên trưởng và các chiêu đãi viên tỏ ra sửng sốt khi biết có ma túy trong kem đánh răng. Bốn người khóc lóc và khai rằng khi ở Pháp, họ được một người chưa rõ danh tính nhờ sắp tay một số hàng hóa về Việt Nam và trả tù lao là 10 triệu đồng, là khoảng 410 đô la. Tờ báo Việt Nam cho biết thêm, khi nhóm chiêu đãi viên ra phi trường của Paris để về Việt Nam, nhà chức trách của Pháp không phát hiện trong hành lý của nhóm này có ma túy. Điều bất ngờ là đến tối ngày 22 tháng 3 năm 2023, sau 6 ngày điều tra, công an đã trả tự do cho 4 triệu đại viên, nhưng khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời tạm giữ hai nghi can có liên quan đến việc vận chuyển số ma túy từ Pháp về Việt Nam. Việc trả tự do cho 4 triệu đại viên, một bài báo ở Việt Nam đã dẫn lời ông Tô Ân Sô, phát ngôn viên Bộ Công an, khi đó giải thích rằng các chiêu đại viên không biết bên trong 327 chip kem đánh răng nhận vận chuyển đã có 157 chiếc đã bị trà trộn, cất dấu ma túy. Do đó, các cơ quan chức năng xác định chưa đủ căn cứ để xử lý hành sự 4 chiêu đại viên hàng không của Vietnam Airlines. Ngoài ra, giới hữu trách đã khám xét nơi ở của 4 chiêu đại viên tại Sài Gòn nhưng không phát hiện thêm ma túy. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào hai cháu Hồng Loan Bảo Lộc, chú tên là Trà Tấn Bi. Chú muốn tìm cháu ngày xưa mới sanh tên là Trà Hữu Tùng tại Vĩnh Bình, tỉnh Trà Vinh hiện nay. Cha tên là Trà Hữu Tụng, trước năm 1975 cấp bậc Thiếu úy Việt Nam Cộng hòa đã tử trận năm 1973. Hiện nay đã thất lạc, tới nay là 51 năm rồi không liên lạc được. Cháu nay ở đâu, hãy liên lạc với chú chú cũng muốn tìm người bạn trước làm chung ở Cà Mau tên là Huỳnh Quốc Dương, hiện nay đang ở Úc. Nếu như cháu hoặc bạn Dương có nghe tin nhắn này, hãy liên lạc với Trà qua địa chỉ email bitra 6237 gmail com Thân nhờ kênh của Bảo Lộc Hồng Loan nhắn tin dùm. Cảm ơn hai cháu rất nhiều. Bảo Lộc xin được nhắc lại email của chú Trà là bitra 6237@gmail.com. Bảo Lộc và Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngày hôm nay Hồng Loan trong một bộ đồ màu hồng hy vọng. <laughs> màu hồng hy vọng hả? Ừ. Người ta màu xanh hy vọng mới lọc lộc, lộc thích màu hồng hy vọng thì sao lắm? <laughs> màu nào mình cũng hy vọng hết. Đúng rồi. Tất cả các màu đều hy vọng kiếm được người thân cho quý vị. Ừ. Ngày hôm nay nhân dịp du lan lọc được một sự giúp đỡ. Một bài thơ của bé Thi Đinh gửi tặng cho Lộc Loan cùng với quý vị khán giả. Bài thơ Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Giao mùa báo hiếu vô lan, kính dân cha mẹ vô vàng bông hoa. Cha, người công tạo ra ta, mẹ, người mang nặng sinh ra chúng mình. Dù cho trọn kiếp nhân sinh, chẳng đền đáp nổi ân tình mẹ cha. Báo hiếu tốt nhân nên là tu thân tích đức mẹ cha vui lòng. Ừ. Hôm nay Thi Đinh viết một cái bài thơ rất là ý nghĩa Đúng rồi Thi Đinh thì còn trẻ Cho nên cái lời văn đôi khi nó 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 hơi nó có cái gì đó mình nghe nó rất là bình dị ừ. à à em còn nhỏ cho nên lời văn không có bay bổng như là mấy cô chú mà lớn trong chương trình mình á cô chú viết ừ. những cái bài thơ rất là hay nhưng mà bài thơ của thi đinh á thì mình thấy nó có một cái sự à, à, gần gũi trong đó chân thật ừ. <laughs> Rồi, ok ngày hôm nay Lộc Lan kính gửi quý vị một số tin tức và một bài thơ nói về cha mẹ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Lan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Lan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.